Sờ lên má em, sờ lên trán em, anh thấy nóng không baby ơi? Hình như em sốc nhiệt rồi. Ủa, có máy quay nãy giờ luôn à? Hello, xin chào tất cả mọi người. Hoàng Yến TV đã đến với trạm giải trí interview Pick Beat. Vào thời điểm này cũng quá là hợp chương trình quá nè, đang thời điểm nắng nóng luôn. Không biết được có một cái sự sắp đặt gì đó ở đây không ta? Thực ra Yến nghĩ là cũng thực ra là Yến đã tính sắp đặt nó từ khoảng tầm 1 năm trước rồi. Thế nhưng mà tới tận thời điểm bây giờ thì Yến nghĩ là giống như kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế là năm ngoái mình không ra bởi vì là thời tiết năm nay nóng hơn chẳng hạn. Thế nhưng mà Yến thì Yến mong muốn là mình có thể ra cái bài này nó sớm hơn xíu, bởi vì cái ngày mà Yến vừa ra mắt xong là vừa ra mắt 12 giờ trưa là 12 rưỡi mưa liền rồi mọi người ạ. Thế nên là cẩn thận nha, đi ra đường cẩn thận là sốc nhiệt thật đấy nha, chứ không phải là nghe bài hát sốc nhiệt của Yến mà sốc nhiệt đâu nha. Trên đường phố mắt tôi hố tan thân diện đồ, đi con xe hai bánh đang nẹt bô ở trên bờ hồ. Mà cũng đúng lúc quá ha, bài hát vừa ra xong cái là những cơn mưa đầu tiên vừa ập đến luôn. Ồ, bình thường hình như người ta nói vậy là có tài có lộc đúng không chị? Mấy hôm nay lộc đã đến với em chưa? À, trộm vía thì hôm nay mới là sau 1 ngày MV ra mắt thôi. Thì đối với em thì em thấy là hiệu ứng về MV này, rồi về ca từ, về âm nhạc thì thấy mọi người cũng khá là hưởng ứng. Em cũng rất là vui và lần này thì vẫn như vậy thôi. Em đã đi rất là nhiều và nhờ mọi người nhảy cùng với cả em, và mọi người ai cũng rất là thoải mái, rất là happy, rất là hạnh phúc với cái điều đấy. Và em cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị nghệ sĩ, các người bạn, những người thân yêu của em đã giúp đỡ cho em trong ca khúc lần này. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Đúng là lần nào Hoàng Yến ra bài thì cũng có rất là nhiều những cái clip viral trên TikTok Dạ, nói chung là viral thì cũng tự nhiên nó viral ấy ạ. Nhiều khi nhiều clip mà em với cả bạn trợ lý á, tính cũng dựng nhiều, dựng hay, dựng tâm huyết lắm, nhưng mà nhiều khi nó lại không không có hay bằng những cái clip mà kiểu mình chỉ suy nghĩ khoảng tầm 5 giây, 5 5 phút ra clip với lên cái là nhiều view lắm. Trộm vía, trộm vía. Nhưng mà MV lần này thấy đầu tư quá ha, không biết là chắc tiền cũng bộn bộn nha. Dạ thì cũng vẫn như những lần trước thôi. Không có kém cạnh gì hết. Lần này thì trộm vía là em cũng khá là may mắn khi có thể có được một khoản ok để có thể dẫn nguyên một đoàn ekip 12 người đi sang Nhật quay 7 ngày. Sang Nhật quay đến bận 7 ngày, chắc là Dạ. vừa quay vừa du lịch nhỉ. Thực ra để mà nói về thời gian du lịch thì em nghĩ chắc là mấy bạn ở trong ekip em thì có thể là không có thời gian du lịch đâu. Em thì có thể là có 1 đến 2 ngày, tại vì là có vài ngày các bạn ấy phải đi scout trước những cái địa điểm mà mình quay để xem có bị dính người không, với cả để xem là có xin phép được để quay hay không, và những cái địa điểm mà mình đã thuê trước. Em cũng thấy hơi có lỗi xíu. Nhưng mà có chị thì có thấy mấy cái comment đó, mấy bạn đó là hơi tiếc là đi qua tới tận Nhật để quay rồi mà quay phim trường hơi nhiều, nếu như mà mình quay ngoại cảnh nhiều hơn xíu là chắc đã hơn nhờ. Đâu, em có quay phim trường đâu. Ý là có mấy cảnh mà quay phim trường là quay tại Việt Nam. Còn mấy cảnh mà tất cả những cái cảnh mà mọi người thấy là đi ở đường phố Nhật hay là cảnh mà nhảy ở cái nhà bên Nhật ấy thì đều là cảnh thật ở bên Nhật hết. Chỉ trừ những cái cảnh mà có liên quan đến VFX thì là em mới quay ở Việt Nam thôi, để cho các bạn dễ làm hơn. Vậy là mấy cái cảnh nhà ở bên Nhật đó chắc là nó đẹp quá nên là mọi người tưởng là phim trường. Không biết là trong cái em mọi người cũng hơi thắc mắc tí xíu là tại sao các diễn viên gần đây mà Yến chọn là người Nhật mà không phải là người Việt nữa. Để mà nói lý do thì nó có hẳn hai lý do cơ. Lý do đầu tiên là vì Yến nghĩ là mình muốn tìm thử một gương mặt mới, nhân vật mới. Với cả là mình cũng quay MV tại đất nước Nhật Bản mà, tại sao không thử hình ảnh các bạn trai ở Nhật xem như thế nào. Và thực sự là rất là có sức hút luôn ý. Thế là các bạn sốc visual của mấy bạn trai đấy hơn là sốc nhiệt trong MV của Yến luôn ạ. Không biết là nữ chính có sốc visual của mấy bạn đó không? À, trộm vía là cũng hơi sốc nha. Em là quay trong vòng 3 ngày cùng với các bạn đấy. Nói chung thì bọn em là giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể nhiều hơn. Tại vì thực ra các bạn ý là các bạn ý nói tiếng Nhật nhiều, tiếng Anh thì cũng không tốt lắm. Em thì lại tiếng Anh thì thôi khỏi nói đi, quá là dở rồi. Đó, thế nên đâm ra là tụi em là sẽ nói chuyện bằng những câu tiếng Nhật đơn giản. Hoặc là
Sẽ đấy, tay chân cứ chỉ đấy, you like this ok đó, kiểu kiểu vậy. Mình thể hiện tí xíu năng khiếu tiếng Nhật của mình ở đây, một lát nhẹ nhẹ À, thôi. không thì nói chung là tiếng Nhật thì em không có biết tại vì chưa có học, nhưng mà tại cũng hay đi quay phim với cả cũng hay coi phim Nhật ấy, thì em chỉ biết một vài câu thôi là Konnichiwa, watashi wa Chibi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Đó thì tức là xin chào tất cả mọi người, mình là Chibi, rất vui được gặp mọi người. Đấy, câu lúc nãy là như thế. Mọi người cũng thắc mắc là không biết là Hoàng Yến có đang chuẩn bị đổi gu kiếm bạn trai Nhật hay không? Thấy dạo này thấy quay với diễn viên Nhật hơi nhiều. Không, ý là mình quay thì mình quay với diễn viên Nhật thôi, chứ còn về gu của Yến thì vẫn là trai Việt Nam nha. Nhưng mà gu của mình dạo gần đây nó sao ta? Nó vẫn thế thôi à, tức là cái người nào mà yêu thương mình và mang lại cho mình cảm giác an toàn thì mình yêu. Nhưng mà vấn đề tài chính nè, nhan sắc nè, rồi này nọ nọ kia. Thực ra thì cũng không biết nữa, tại chắc là em cũng gần 30 rồi, em thấy về mấy cái vấn đề mà tài chính này kia các thứ thì cũng hay là không biết, nhưng mà em thấy là cũng không đến nỗi cần thiết lắm, chắc sau này đẻ con hay là bước vào cuộc sống hôn nhân hẳn thì chắc em nghĩ là lúc đấy em mới bắt đầu suy nghĩ đến cái việc đấy. Còn hiện tại thì không, em chỉ suy nghĩ đến việc là ở bên cạnh người ta mình cảm thấy an toàn và người ta có thể kiểu nói chung là đưa mình đi ăn đi chơi xong rồi lo lắng cho sự nghiệp của mình nữa, nói chung là rất là lo lắng cho hình ảnh của em kiểu như vậy. Thì em thấy như thế là được rồi. Còn lại mọi thứ để Yến lo. À, không 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 không, mọi thứ em cũng không lo được, ít nhất là hai đứa cũng xem nhau đi thì là ok, tức là em không cần nhất thiết là phải là quá giàu, phải là người như thế nào đó hay là như thế nào, thì em cũng không nhất thiết phải là như thế, nói chung là đủ dùng hai đứa thôi là được rồi. Có thể thấy là quan niệm tình yêu vẫn rất là màu hồng y hệt như những cái MV mà Hoàng Yến Chibi sản xuất. Ồ, nhưng mà MV lần này thực ra cũng đâu hồng lắm đâu. Thì MV lần này là cô gái em thấy là cũng cá tính hơn xíu, trong bài hát cũng có một câu gọi là em giờ không phải Yến ngây ngô nữa, thì em cũng muốn là bứt phá đi khỏi cái hình ảnh, tại vì cái hình ảnh đấy nó cũng 12 năm rồi, mình cũng muốn trở thành một Hoàng Yến chibi tươi mới hơn, trưởng thành hơn, cá tính hơn. Đó thì em nghĩ là với cái tầm tuổi của em bây giờ 28 29 tuổi rồi thì mình cũng có thể làm được những cái mà nó gọi là sao ta, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Mong là sẽ làm được điều đấy trong MV lần này cũng như là những dự án sắp tới. Tại vì trong năm nay không chỉ có một MV. Vậy là sắp tới không biết hình tượng nó như thế nào, nó sexy, nó quyến rũ hơn không? Về chuyện mà sexy hay quyến rũ hơn không thì chắc là phải để mọi người chờ tiếp tục, tại vì dự án tiếp theo chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ tới liền bây giờ thôi. Nhanh quá vậy ta. Thì tại vì Yến sắp ra mắt first EP đầu tiên, thì trong này là có 4 ca khúc của anh Khắc Hưng viết, thì đã có 3 bài hát được on air rồi, là Ừ Em Xin Lỗi là ca khúc đầu tiên, Đào Đâu Ra Người Như Anh là ca khúc thứ hai, và bài Sốc Nhiệt này là bài thứ ba, chỉ còn duy nhất một bài nữa. Một vài nữa là vài ngày nữa sẽ phát hành luôn. Dạ đúng rồi, vài ngày nữa là sẽ phát hành ạ. Có ra MV luôn không? Hiện tại về MV thì cũng chưa biết nữa, nếu mà bài này mà nhỡ mà trộm vía mà hot thì không biết, chắc là Yến sẽ quay MV, tại vì thực sự là nguyên một cái EP lúc đầu Yến cũng tính là sẽ làm 4 MV, nhưng mà thực ra thì đấy, kinh tế cũng hơi khó khăn một tí, để cố gắng 3 cái là em cũng thấy em tự hào lắm rồi đấy. Hay mình chơi lớn giống Trung Quân, đi ra một cái EP 9 bài làm chính cái MV luôn. Anh Trung Quân thì thế để em cũng thử hỏi quản lý em xem có cầm nhà giống như quản lý anh Trung Quân không đã. Hôm qua em mới đọc tin đấy xong luôn á. Chị quản lý ơi, chị có đồng ý không? Nhưng mà mọi người cũng trông chờ vào một cái concert gì đó của Hoàng Yến cũng. Hoàng Yến có dự định là mình sẽ làm một cái gì đó giống như là một buổi hòa nhạc nhỏ nhỏ chẳng hạn, hoặc là chơi lớn hơn là làm một cái concert lớn lớn trong năm nay Ôi, không? concert lớn trong năm nay thì chắc là chưa được rồi, vì em nghĩ là mình phải có nhiều bài hát mà khán giả thuộc hơn nữa. Trong năm nay cũng có lớn nha, lớn nhất đời luôn á. Thì chắc là sắp tới em sẽ có một chiếc showcase để thể hiện lại 4 bài hát lần này, một cái live performance
sẽ mời mọi người tới và sau đó thì nghe first EP đầu tiên. Cũng run lắm chứ bộ, cũng tập mấy ngày hôm nay rồi. Mời mọi người đến để nghe Hoàng Yến hát live. Dạ đúng rồi, và hát và nhảy nữa mà 4 bài liên tiếp. Cũng khá là áp lực bởi vì em trước giờ thì em cũng hát 3 4 bài liên tiếp, nhưng mà ý là vừa hát mà vừa nhảy một cách mà là ý là liên tục luôn mà không nghỉ giữa các bài ấy, thì chưa bao giờ làm điều đấy. Dạo này mấy cái câu chuyện như là về các nghệ sĩ biểu diễn á, mà vừa hát live vừa nhảy thường hay hụt hơi hay là hát nhép nhiều quá thì nó cũng đang được bàn luận khá là sôi nổi đó, thì bây giờ mình mở showcase ngay thời điểm này mình có lo lắng không? Mình phải tập rất nhiều á. Là điều đầu tiên và tiên quyết nhất. Tất nhiên là lo lắng thì cũng có, áp lực thì cũng có, nhưng mà để nghĩ đến cái viễn cảnh là mình đang đứng ở trên sân khấu rồi mình hát cái ca khúc mình yêu thích, mình nhảy cái điệu nhảy mà mình mong muốn, rồi ánh sáng sân khấu chiếu và mọi thứ thực sự, thì Yến rất là mong chờ đến cái ngày đó. Lâu rồi cũng chưa thấy Hoàng Yến quay lại với mảng phim ảnh ha. Gần đây thì có thấy một đóng một cái cameo nhỏ nhỏ trong Before S. Có một số comment thấy mấy bạn để lại là trong cái bộ ba diễn viên mà ngồi tại cái bàn tiệc hôm đó, Hoàng Yến Chibi là người nghiệp dư nhất nhưng mà diễn ok nhất, thì Yến thấy sao? Yến rất là vui khi mà Yến có được lời mời đến từ anh Phan Cine. Anh mời là đóng cặp chung với anh Ngô Kiến Huy, thì lúc đầu Yến cũng oh my god, sao lại mời em đóng cặp chung với anh Ngô Kiến Huy, ý là anh không nhìn ra tụi em không có một cái chemistry nào hả? À, thế xong rồi anh Phan Cine anh mới bảo là không, không sao đâu, anh nhìn thấy là ý là ở ngoài đời thì tụi em như thế thôi, nhưng mà trên phim thì chắc chắn là sẽ ok. Và thực sự là đúng thật, lên trên phim nhìn trông hai người rất là yêu thương nhau, nhưng mà vừa mới cắt một cái là hai đứa phải cười liền luôn đấy. Thì nói chung là nếu mà để tính ra hẳn là cũng gần 4 năm rồi Yến chưa quay trở lại với màn ảnh. Yến cũng rất là mong muốn được quay trở lại, nhưng mà thực sự thì Yến vẫn đang tìm lấy một cái nhân vật nào mà nó phù hợp nhất với cái độ tuổi của mình bây giờ, cũng như là làm sao để mà mình tiếp thu thêm được nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái trải nghiệm hơn cho cái hành trình trở thành diễn viên của mình. Yến cũng mong là nó sẽ vững chắc nữa. Có cái hình tượng nhân vật hay là cái mẫu nhân vật nào mà Yến rất là muốn thử nghiệm trong thời gian sắp tới không? Có một nhân vật mà từ trước đến giờ Yến vẫn luôn muốn thử nghiệm, và chính là nhìn ở bên ngoài thì dễ thương nhưng bên trong thì là ác ngầm đó, kiểu như thế. Thế nhưng mà Yến vẫn vẫn đang trên đà đi tìm với nhân vật kiểu kiểu như vậy, tại vì Yến nghĩ là Yến cũng đấy gần 30 rồi mà vẫn còn cái khuôn mặt như thế này thì chưa biết là bao giờ mới đóng được mấy vai là mẹ đây đó. Thế nên đâm ra là Yến nghĩ là mình cần phải tìm cái vai nào mà để biến cái, thực ra nhá mọi người nhìn thấy có thể cái này nó là cái ưu điểm, nhưng đối với Yến cảm thấy nó là cái yếu điểm luôn đấy. Trộm vía là nhìn cứ trẻ mãi như 18, 20 tuổi, thế nhưng mà cái này lại là một cái yếu điểm, bởi vì là nhìn mình mãi như thế nên mình chỉ đóng được những vai học sinh, đóng được những vai mà kiểu tầm 20, 25 tuổi thôi. Xong sau đấy lên tầm 26, 27 tuổi là cái độ già dặn của cái khuôn mặt mình là nó hiện tại là chưa có. Đấy, thế nên đâm ra là cũng là một cái yếu điểm ấy. Thế nên Yến cũng đang cố gắng để trau dồi cái bản thân mình nhiều hơn, cũng như là cái suy nghĩ của mình nhiều hơn nữa, để làm sao tới khi nào mà mình quay trở lại với một bộ phim điện ảnh là một nhân vật chính, thì mình phải để cho mọi người, khi mà mọi người đi xem bộ phim của mình, mọi người phải wow, đây là Hoàng Yến Chibiu đó đó, thì nó mới đã cái nư. Giữa hai vai trò diễn viên với ca sĩ á, thì mỗi những cái trải nghiệm của Yến á, Yến cảm thấy nó như thế nào? Sự nghiệp diễn viên có ý nghĩa như thế nào đối với một ca sĩ như như Yến? Trải nghiệm làm diễn viên như thế nào đối với một ca sĩ như Yến? Thực ra ấy, thì Yến nghĩ là mình nên chia sẻ cả hai cái trải nghiệm đi, bởi vì nó đều thích, nhưng mà nó cái cảm xúc nó khác nhau lắm. Khi mà làm ca sĩ nhá, mọi người sẽ tập rất là lâu, mọi người sẽ có một cái quá trình tập luyện cho cái bài hát của mình. Ví dụ là kiểu mình debut hay là gì đó thì mình sẽ có một cái bài hát để mình debut đúng không? Hoặc là nhiều bài hát chẳng hạn. Mình vừa phải hát thật hay, mình vừa phải nhảy thật đẹp. Nhưng mà mình chỉ lên sân khấu đúng 3 đến 10 phút đó thôi. Đó là ý là cái ánh sáng ở sân khấu nó chỉ chiếu vào mình từng đấy thời gian thôi. Mặc dù cái quá trình của mình tập khổ luyện nó từ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Nhưng mà đây cái giây phút mà mình ở trên sân khấu nó chỉ giống như là một tích tắc thôi, nên là Yến rất là trân trọng những cái khoảnh khắc, những cái giây phút mà được đứng ở trên sân khấu như thế. Và mỗi một buổi tối,
không biết là các anh chị ca sĩ khác có thế không, nhưng mà Yến là thường hay về nhà xong rồi nghĩ về cái buổi ngày hôm đấy. Yến thấy được những khuôn mặt mọi người hạnh phúc như thế nào khi nghe mình hát, thấy mọi người sôi động như thế nào, rồi thấy những nụ cười ở trên khuôn mặt mọi người, thì Yến thực sự là cảm thấy là mình đã làm được một cái điều gì đó rồi. Còn về phần diễn viên ấy, cái cảm giác mà sung sướng nhất và đã nhất thì đó chính là khi mà mình đang là cuộc sống là Hoàng Yến TV nhá, mà mình lại trở thành một người khác, giống như là mình trở thành Hiểu Phương hay mình trở thành Sỏi chẳng hạn, thì mình sẽ không còn là Hoàng Yến TV nữa, mình sẽ phải sống một cuộc đời khác, mình sẽ phải ở dưới làng, ở trong thôn quê, mình sẽ phải đi gặt lúa, mình sẽ phải nói chung là đấy, ví dụ như Sỏi là còn không được nói chuyện với mọi người nữa cơ. Đấy, thì khi mà Yến hóa thân thành một người khác, mình có một cái trải nghiệm, một cái cuộc đời mới, thì tự nhiên mình lại thấy vui, cũng hay. Nhiều khi lâu lâu cũng nhớ đến cái cuộc sống mà mình đã từng sống như thế. Thế nên đâm ra là mọi người ơi, đã thích cái gì trong nghệ thuật thì cứ làm. Bởi vì là không biết sao nhưng mà Yến thì Yến thấy là Yến thích tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật. Nên là ai mà hỏi Yến là Yến thích diễn viên hay ca sĩ thì Yến không trả lời được, bởi vì Yến thích tất cả. Yến tham lam vậy đó. Nãy như mình cũng có thấy Hoàng Yến Chi bê nhắc đi nhắc lại cái chuyện mà 29, 28 tuổi, sắp 30 rồi này kia. Thì được biết là trên con đường sự nghiệp của Yến là lúc nào cũng có mẹ đồng hành. Ví dụ nha, sau này như mà Yến lập gia đình rồi thì cái người nắm giữ tài chính của Yến có còn là mẹ nữa không? Không, hiện tại thì bây giờ Yến là người tự nắm giữ tài chính rồi. Thế nên đâm ra là sau này á, thì chắc cũng vẫn sẽ là Yến thôi. Tại vì ai cũng rồi cũng sẽ phải có gia đình nhỏ riêng của mình mà. Nhưng mà thực sự là đúng là hồi 18 tuổi nha, là mình ra đời nha, là mình trộm vía mình thành công nho nhỏ, xong rồi mình cũng đi làm được nhiều tiền á, thì cái hồi đó là mình nuôi được mẹ, trộm vía nha, mình có cái này cái kia mình tặng cho mẹ, cho ba, mình cũng thấy vui. Hỏi ơi, 2-3 năm nay rơi vào vùng khó khăn, mẹ nuôi lại nha. Mẹ em mở quán bún riêu cua á, thế nên đâm ra là giờ là lâu lâu á, nhiều lúc mẹ em hay nhắn tin hỏi em là thế con mấy nay sao, ok không? À, con ổn lắm, yên tâm đi. Em nhắn thế chắc chắn là mẹ em sẽ biết là em có vấn đề hoặc là hết tiền. Ý như rằng là mẹ em gửi tiền liền luôn. Đó, ví dụ lâu lâu gửi 3 triệu, lâu lâu gửi 5 triệu. Mẹ em có cần tiền đâu. Ý là tại vì dạo này cũng ở nhà rồi đi làm không, chứ cũng không có tiêu pha hay là gì hết. Mọi thứ là dồn hết cho dự án rồi. Cũng vui tại vì mẹ có thêm cái quán xong đã thế. Nhưng mà ý là kiểu 18 tuổi nuôi mẹ mà 28 tuổi để mẹ nuôi. Nghe cũng buồn cười quá ha. Nó đi hơi ngược lại với mọi người. Nhưng mà ý là cũng tự hào phết đấy chứ, bởi vì 28 tuổi mà vẫn còn được mẹ nuôi thì cũng sướng đúng không? Em về nhà là như công chúa luôn ấy, sướng lắm. Đó, bởi vì đâu, đó là bí quyết mà lúc nào cũng trẻ đẹp xinh tươi yêu đời đúng không? Thế hả? Ừ. Hai chứ ai mà 28 tuổi mà nhìn như 18 tuổi vậy hoài. Thôi thôi, tại chị cứ khen vậy đó, giống như là kiểu á, dạo này mọi người cứ ý là ngày hồi 3 tháng trước là mọi người khen em, ôi sao giờ này gầy thế, gầy ơi là gầy luôn ý, em thích lắm, em nghe em thích lắm. Mà dạo gần đây ai mà nói em gầy ấy, em lườm vậy đó. Tại vì ý là nói em gầy nhiều quá, bây giờ em thấy em gầy thật. Em ăn hoài em không béo nổi. Em cũng tự cảm thấy bản thân mình là sao ta, sao mãi không béo được ta. Béo lên xíu thì sẽ xinh hơn, mặc dù mặt như này lên hình thì vừa đúng không. Nhưng mà béo lên xíu thì sẽ xinh hơn. Em cũng đang cố gắng béo. Chị có bí quyết nào để mập hơn chút xíu không? Chị còn đang tính hỏi ngược em lại bí quyết nào ăn hoài không béo. Xì chết vô, em nói rồi đó. Vậy thôi. Nhưng mà nhìn đâu có giống người hay bị stress đâu, nhìn rất là tung tăng yêu đời. Làm sao mà mình mang cái đấy ra đây mình kể lể cho mọi người được. Cái giây phút đấy là chỉ một mình ở nhà thôi. Em trong lúc mà tập luyện cho đấy MV Sốc Nhiệt này, cho First EP sắp tới, trời ơi, có những lúc ngồi ở nhà mà tự hét lên, xong rồi nói chung là kiểu áp lực quá đến cái mức độ mà tự bật khóc ấy. Nhưng mà tự bật khóc xong cũng lau nước mắt đi, xong rồi cũng đi tập tiếp, cũng đi tập nhảy, tập hát tiếp thôi. Tại vì thực ra cái này nó là do mình đã chọn rồi. Mình phải bắt buộc có một cái quá trình như vậy, chăm chỉ như vậy thì mình mới đạt được cái kết quả tốt. Thì tất nhiên là cũng phải mồ hôi, nước mắt, xương máu đồ này kia các thứ. Nhưng mà Hoàng Yến GB công nhận là lúc nào cũng chăm chỉ ha, đam mê không ngừng nghỉ luôn. Dạ, tại vì em nghĩ chắc nghề chọn em á chứ. Đấy, nhiều khi em cũng thấy mọi người bảo xem ở ẩn đến mãi chả ra bài hay gì này kia các thứ cả. Nhưng mà thực ra là em không có ở ẩn đâu. Em tầm ngầm em lập kế hoạch đấy. Em có kế hoạch sẵn sàng và chắc chắn thì em mới có thể mang đến cho mọi người những sản phẩm âm nhạc hay được.
Nhưng mà em có thấy là vũ trụ độ em không? Người ta stress, người ta sẽ sao ta? Nó sẽ hằn lên cái khuôn mặt á, khiến như người ta tiều tụy, già nua, hốc hác này nọ. Mà em stress em chỉ gầy thôi chứ em vẫn trẻ hoài. Em nghĩ là do suy nghĩ của mình nữa. Nhiều khi á, mình stress thì tất nhiên là không thể nào mà trong cuộc sống mình nó hoàn hảo hết 100% được, đúng không ạ? Thì nhiều khi em cũng có một số những vấn đề xảy ra, nhưng mà em sẽ luôn suy nghĩ là giống như kiểu là ví dụ là hôm nay cái cây nhà em một cái lá nó bị vàng hay là do em quên tưới nước, thì em sẽ à cái lá này vàng là do trời nắng quá nên là nó bị khô. Ok, bây giờ mình rút nó ra rồi mình đi đổ nước thêm, ngày mai nó sẽ mọc lá mới. Ngày mai nó mọc lá mới thật chị. Tức là ý là kể cả em bị ngã xe máy đi, em cũng sẽ ồ may quá bị ngã xe máy là chỉ xước tay xước chân thôi chứ chưa phải bế đi đâu đấy đó. Mới xước xe thôi cũng không sao cả. Thế nói chung là trộm vía là em rất là lạc quan. Là suy nghĩ gì cũng thế, giống như từ hôm qua đến giờ MV mới ra được nếu mà để nói thì cũng hơi buồn lắm, mới được có mấy chục nghìn view thôi. Thế nhưng mà em cũng lạc quan lắm, em bảo là ok nó không hot ngày 1, ngày 2 thì có thể đến một cái giây phút nào đó tự nhiên đụng trúng cái giây của cảm giác của mọi người sẽ nghe cái bài này, mọi người sẽ thích, thì đến lúc đấy cái bài của mình nó sẽ hot cũng được, không sao cả. Đó. Đúng rồi, có thể là nó sẽ không hot lúc này, nhưng mà sốc nhiệt mà năm nào cũng có nhiệt. Đúng có rồi, nên là cứ mỗi năm mọi người sẽ replay lại, nó em sẽ tăng mong dần là đúng như không? Thế. Có những cái hành trình mà người ta sẽ gọi là tích lũy cộng dồn, chứ nó sẽ không có bộc phát bùng bùng lên như vậy. Cho nên là muốn biết thì phải theo dõi nó, đúng không? Đúng rồi, đi chậm mà chắc luôn. Mọi người có thấy là hôm qua Hoàng Yến Chi Bi mới livestream đang ngồi đánh game. Bình thường là em nếu như mà không đi chơi hoặc là có công việc thì thường em ở nhà em sẽ làm gì? Đó ạ. Vâng, em ở nhà. Nếu lúc nào mà tại vì là không đi tập hay gì đấy thì em sẽ chơi game. Mà em chơi game một mình thì em thường hay thua. Thế nên là em phải lên livestream để rủ bạn chơi chung. Mà em cứ nhỡ tưởng là dù bạn chơi chung thì mình sẽ thắng đúng không? Nhưng không, mình thua cả đội luôn. Tức là bình thường mình chơi một mình thua mình, giờ mình thua chung cả đội luôn. Đó, thì ngày hôm qua là em mới gọi là đánh chung với đội của anh Nguyễn Đình Vũ. Thì là hôm qua là bình thường là một ván là chơi 15 phút. Thì anh ấy hôm qua là đánh em một phát đúng 5 phút là đội em ra đi liền. Đấy, nó gọi là không thương tiếc, không thương hoa tiếc ngọc gì luôn. Nên là tối nay em sẽ làm lại. Hồi đó là ai tạ vậy? Hả? Hồi đó là em chính là em thôi chứ không phải là ai khác. Trời ơi, biệt danh chơi dở là chính là của em, chơi dở top 1 Việt Nam luôn á. Em có bao giờ em đấu game với một nhân vật nào đó trong showbiz không? Đấu game với nhân vật nào đó trong showbiz thì đấy, mới có tối hôm qua là anh Nguyễn Đình Vũ là rồi em đó. Em với bên kia là đấu đội, chia đội hai đội là chia không? Đội đó. À vậy hả? Là hôm qua em với anh Vũ chia đội đó, và đội anh Vũ của anh em gọi là tầm ngầm luôn đó. Vậy là mình không có leo rank rồi, mình chơi thường. Là leo rank luôn. Không leo rank mà hai đội có thể bắt được vô một vòng. Đúng rồi, là đội bên kia 5 người, đội bên này 5 người. Đó. Mà xong rồi đội bên kia là của anh Vũ là đội hình gọi là 5 người bình ổn hết. Top 1 rồi này kia Việt Nam rồi đó. Còn đội em là em mong muốn đến sự hữu nghị và tương tác với các bạn. Thì nên là em đấy, em cứ vào rồi các bạn ai muốn vào thì vô. Thế là cuối cùng em bị dập cho tan nát. Tôi xấu hổ quá. Nhưng mà coi qua MV sốc nhiệt ấy, hình như là nó có hai cái lời bài hát. Lời 1 với lời 2 không có giống nhau. Dạ đúng rồi. Không biết, mà nó còn có thể dàn dựng thành một cái câu chuyện luôn. Thì không biết câu chuyện này có ngoài đời thực Hoàng Yến có trải qua chưa? Có gặp mấy anh cháy phố rồi này nọ đó chưa? Thực ra thì có, Yến cũng có gặp. Đấy, thì đấy, gu của Yến cũng kiểu kiểu như vậy. Tức là thích một người như anh, người không... gì nhở? Người không ăn chơi, người rất hiền lành đấy. Người hệ low key, không hệ lấp lánh. Tức là Yến cũng muốn một người đàn ông mà kiểu không quá là... quản sao ta, nói sao ta, ý là anh ấy đừng có public với thế giới quá. Anh in đi thôi là được rồi. Bởi vì em là người nổi tiếng đúng không? Nhưng mà hồi nãy Yến cũng có nhắc tới anh Khắc Hưng ha. Được biết là Yến đã kết hợp với Khắc Hưng cũng khá khá là nhiều sản phẩm rồi. Không biết là em thấy Khắc Hưng như thế nào? Anh Hưng à? Anh Hưng thì là một người mà em thấy là trộm vía là em đưa cái idea gì, cái ý kiến gì á, thì anh ấy cũng sáng tác ra một cái bài mà đúng giống như em mong muốn. Nhưng mà thời gian nó hơi lâu xíu thôi. Đấy, thì ý là nguyên một cái EP mà em làm chung với anh Hưng là tổng cộng thời gian khoảng tầm 4 năm. Cho tới bây giờ là gần 4 năm rồi. Và EP đang trên đà hoàn thành được 90% rồi. Đó.
Thì anh Hưng, nói chung là anh Hưng thì rất là tốt tính, và ngày nào mà em qua nhà anh Hưng em cũng cố là sẽ ở nhà anh Hưng cả ngày để làm tất cả những gì mà em có thể làm được, bởi vì thực ra gặp anh Hưng rất là khó, anh Hưng rất là bận, thế nên là đâm ra em rất là tranh thủ. Nhưng mà anh Hưng ơi, rất là cảm ơn anh, bởi vì lần này anh đã mang đến cho em những cái bài hát cực kỳ hay, cực kỳ hợp với Hoàng Yến Chibi, và anh yên tâm đi, em sẽ không phải là Yến Ngây Ngô nữa đâu. Không biết là Yến Hết Ngây Ngô, cái phiên bản mà Yến Hết Ngây Ngô này sắp tới có muốn hợp tác với nhạc sĩ nào đó không? Một mang để thổi một cái làn gió mới cho âm nhạc của mình. Yến cũng chưa biết nữa, nhưng mà tất nhiên rồi, dự án sắp tới thì vẫn sẽ là anh Kha Hưng nha. Còn người khác thì vẫn chưa nghĩ ra. Dạ chưa, mình phải xong cái này đã chứ. Nhưng mà có bao giờ em muốn tự sáng tác không? Ồ, em có sáng tác rồi mà. À, bài nào với ta hát thử lại một đoạn cho mọi người nghe lại được không ta? Nhiều khi mọi người cũng quên quên đó. Ê, em có cái bài mà nói chung là trộm vía. Em cũng tự thấy là hot hot ở trên TikTok ấy, là bài Cảm Ơn Anh nhá, là bài em có viết hồi dịch là cảm ơn anh vì đã tới bên em, và cảm ơn anh vì thời gian ở bên nhau, không muốn em cười, à quên, không muốn em buồn, luôn muốn em cười. Nói chung là lâu quá rồi em cũng không hát nên không nhớ. Bài này của em là được các cô dâu hát nhiều lắm đó, hát trong đám cưới á. Vậy mai mốt tới đám cưới mình chắc mình cũng bật lại ha, mình hát Ok chị nhớ. lại. À không, đám cưới em hả? Chắc em viết bài hát khác đây chứ. Nếu mà hát như thế thì cũng tại vì các cô dâu hát nhiều quá rồi, em sẽ viết một bài hát khác cho đặc biệt hơn. MV luôn. Ôi thôi thôi thôi. Tại vì Hoàng Yến là chịu chơi lắm, lần nào quay MV cũng quay đầu tư lắm. Không ạ, à, bây giờ là bớt bớt lại được rồi đó. Không biết là bây giờ mình đã hoạt động nhiều năm như vậy rồi, 10 năm rồi đúng không? Mà Dạ. mình cũng thành công khá là sớm, lúc 18 tuổi là tự nhiên nổi tiếng quá trời rồi. Thì nhìn lại cái hành trình sự nghiệp của mình, có cái đoạn đường nào mà em có một cái điều gì đó mà em muốn được làm lại không? Không ạ. Bởi vì slogan của em luôn luôn là sống là không bao giờ hối hận. Thì kể cả những cái chuyện mà nó đã xảy ra mà nó có sai đi chăng nữa thì em cũng coi đấy là bài học. Và có rất là nhiều người đã hỏi em rồi là đấy, trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì em có muốn điều chỉnh lại cái chuyện gì không? Không. À, có một chuyện, trừ việc là ngày xưa học tiếng Anh hơi lười, nếu mà được thì bây giờ muốn quay trở lại thì học tiếng Anh chăm hơn, nếu biết bây giờ phải dùng nhiều đến thế. Tưởng đâu là mình sẽ học tiếng Nhật rồi mình tiếp tiếp Ai mấy không cái series không tiếng Nhật rồi nữa chứ. không, tiếng Nhật nhìn thế thôi mà cũng khó lắm á chị. Đúng rồi, nó khó hơn tiếng Anh nè. Ví dụ nói mấy câu ấy thì dễ, nhưng mà để mà nói xong rồi viết nữa chữ khá là khó. Dạo này Yến ít hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, lâu lâu mới ra sản phẩm một lần. Thì cái khoảng thời gian mà em dừng lại đó chắc là em sẽ theo dõi cái dòng chảy âm nhạc mới của Việt Nam mình. Thì có một cái name nào đó nó ấn tượng không? Nó khiến cho em gọi là idol ngược trở lại các bạn hậu bối của mình á. Dạ thì có Granny Bình với Quay Đi, là đợt vừa rồi em rất là thích hai bạn ý, với cả có Phương Mỹ Chi với Vũ Trụ Cò Bay nữa, thì đây cũng là một cái động lực để thúc đẩy em là cần phải ra dự án của mình sớm hơn, nhưng mà cũng phải thật là hay như vậy nữa đó. Thì em rất là thích mọi người, bởi vì em thấy mọi người giống như là chơi đùa cùng với cái âm nhạc của mình ấy, và thấy mọi người rất là feel cùng với cái âm nhạc của mình, và em cũng muốn điều đó xảy ra với em nữa. Bởi vì thực ra là đôi khi nhá là dù là mình làm nghệ thuật nhưng mà mình vẫn có một vài khoảnh khắc là mình vẫn bị lo lắng về chuyện là cơm áo gạo tiền kinh tế á. Thế nên đâm ra nhiều khi có những thứ mà mình rất là muốn nhưng mình cũng không thể nào làm được. Thế nên là đấy, em cũng rất là mong là sau này mình sẽ có nhiều dịp hơn để có thể bay bổng như các bạn ý. Tại vì thực ra các bạn trẻ là những người rất là giỏi, các bạn ý dám nghĩ mà các bạn dám làm nữa, mà các bạn dám làm mà các bạn làm thành công ấy, chứ không phải các bạn làm thất bại đâu nha. Đó nên là em rất là gọi sao ta, respect hả, trân trọng, tôn trọng các bạn ý. Giờ thì nhưng mà mình một mình thì mình phải cân nhắc cơm áo gạo tiền, nhưng mà mình tìm thêm một cái nguồn lực nào đó power up lên cho mình không? Mình có suy nghĩ tới chuyện đó không? Thực ra để mà tìm nguồn lực cho mình á thì không, tại vì không biết nữa, nhưng mà Yến thấy là nhiều khi á có thể là người ta tự mong muốn cho mình đúng không,
Nhưng mà tự bản thân mình cũng cảm thấy là mình áy náy với cái chuyện đấy luôn ấy. Yến đã từng bị như vậy. Tức là nhiều khi là người ta thương mình, người ta yêu mình, người ta giúp đỡ cho mình ấy, nhưng mà nhiều khi Yến cũng cảm thấy là hơi Sợ mắc nợ. đúng rồi. Tại vì ý là hồi nhỏ thì em cũng có mấy câu chuyện không được hay lắm, thế nên đâm ra là đấy, lớn lên thì em vậy. Mấy câu chuyện đó chắc không tiện chia sẻ Dạ đúng rồi. Thế tới đấy thôi là được rồi. ha. Nhưng mà bây giờ mọi người muốn nghe Hoàng Yến hát live bài à, sốc nhiệt quá nè. À, thế mình hát một đoạn nhé. Mọi người thấy hay thì hãy lên YouTube của Hoàng Yến Chibi Official và nghe ủng hộ cho Yến nha. Mình sẽ hát từ Em thích có một người như anh, người không ăn chơi, người rất hiền lành, người Hello Kitty không hề lấp lánh, người đàn ông giản dị giống như là thạch xanh. Yeah, em rất là khó duyệt, mà gặp anh chạm một phát thế là trúng thiệt. Có được anh, giữ được anh rất là khắc nghiệt, vì mỗi khi gần bên anh em bị sốc nhiệt. Sờ lên má em, sờ lên trán em, anh thấy nóng không baby ơi, hình như em sốc nhiệt rồi. Sờ lên má em, sờ lên trán em, anh thấy nóng không baby ơi, hình như em sốc nhiệt. Sốc nhiệt. Rồi mọi người nhớ nhảy TikTok cho Yến nữa nha. Cái này là phiên bản bình thường ha. Bây giờ mình có một cái phiên bản gì đó mới lạ Trời ơi, chưa gì không? chị đã thử thách em rồi, em còn chưa kịp thổ official nữa. Cải lương nè, hồi nãy là rap rồi, nhưng mà em là chuyển sang hệ ballad rock gì đó. Bài này hát ballad sao ta? Có bốn câu à, sao hát ballad ta? À, cải lương hả? Lâu quá rồi em không hát, em cũng không nhớ lắm Trời nữa. này đang bán cải lương lên hot lắm nè. Bây giờ phiên bản cải lương nha, mà cải lương phiên bản pha ke nha, thôi nha mọi người, chứ em không có nhớ lắm nha. Sờ là sờ lên má em, sờ là sờ lên trán em, anh có thấy nóng không hay là em ở sốc nhiệt? Hơi đùa. Chơi thêm một bản ballad nữa đi. Ôi khó vậy. Thử thách mà. Bài này không biết hát ballad kiểu gì ta? Hay mình hát ballad cái đoạn đầu không? Cái đoạn mới vô á. Hát đoạn đầu ạ. Ok để em thử nha. Trái đường phố mắt tô hố toàn thân diện đồ. Ủa sao tự nhiên nó ra nhạc miền Tây à? Đúng không? Ủa? Nghe giống nhạc miền Tây quá Hoàng Yến miền vậy? Tây. Đi con xe hai bánh đang nặn bô ở trên bờ hồ. Tăng tăng tăng, không phải gu của em, không phải thích là vô. Tăng 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 tăng, thay người yêu như áo, em giờ không phải yến ngây ngô. Tăng 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 tăng, kết thúc. Khó quá, giờ hát ballad là khó lắm luôn. Nãy mình có nhắc qua mấy bạn ca sĩ trẻ mới, Ready, Rain Even, Phương Mỹ Chi. Nếu như một sản phẩm tiếp theo của Hoàng Yến năm tới chẳng hạn, Yến được mời một trong ba bạn này đến collab với mình thì Yến nghĩ sao? Yến sẽ mời Rain Event ạ. Thích lắm. Mê lắm. Kêu Rain Even sáng tác luôn nhỉ? Tớ tê tí tê tê. À nếu mà được vậy thì tốt quá. Em gửi đến mong là em sẽ coi cái này nha Rain Event, bởi vì chị rất là mong muốn sẽ có một dự án được hợp tác chung cùng với em. Số quá. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi phỏng vấn của Hoàng Yến TV. Mọi người ơi, hãy nhớ theo dõi Sốc nhiệt của Hoàng Yến ở trên kênh YouTube của Hoàng Yến TV Official nha mọi người. Và nhớ là cả trạm giải trí nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Sốc nhiệt.